Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng và 34 đảng viên về nội dung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết chỉ thị quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng và 17 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 31 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, 26 tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng, 22 tổ chức về việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 19 tổ chức đảng và 26 đảng viên. Nhìn chung, các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng. Công tác ra soát, thẩm tra, xác minh được tăng cường, xử lý kỷ luật, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, vi phạm. Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức kỷ cương kỷ luật của Đảng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, thống nhất mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đạt được trong quý 1 và đề nghị trong thời gian tới. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn nữa trong toàn ngành, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm, giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo ổn định tình hình, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập theo quy định.